Cái... Không không khoan khoan cái sản, sản 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 phẩm gì đấy à? Bảo hiểm nhân thọ Abro chi si tách gì đấy ạ? À? Dạ đúng rồi ạ. Dạ anh Tiền ơi, thì hiện tại á là bên Prudential á đang có dòng sản phẩm mang tên là Blue Aerotech ha. Thì cái sản phẩm này á chỉ hỗ trợ cho khách hàng của nhà mạng Viettel thôi. Thì đây là một cái gói bảo hiểm ung thư của bên Prudential. Ôi, ơi, ung thư, em có bị ung thư đâu. Dạ cái này là mình đề phòng rủi ro nha chị nha, chứ không phải là mình mong muốn là bệnh sẽ đến với mình ha. Cái này á là do là đợt Covid vừa rồi á thì tình hình tỷ lệ ung thư bên Việt Nam của mình rất là nhiều, tăng rất là cao, cho nên nó là bên Prudential đang có một cái sản phẩm để hỗ trợ cho khách hàng, nhưng mà với cái mức phí là 50.000 đồng á thì không phải là ai cũng có thể làm tham gia được, cho nên nó là bên Prudential mới đó có chị ạ. Em nói thật là với cái vùng quê nhà em á, này như em nhảy dòng như chứ đúng với vùng quê nhà em á, ở trên núi ăn không có mà ăn như 50.000 là to làm gì ạ. À dạ, ó anh thì là hiện tại là mình đang sinh sống ở khu vực nào vậy? Dạ em đang ở ngoài, em đang ở Vinh anh chị ạ. Ở Vinh Thanh, thành phố Vinh xinh đẹp nữa chị không biết à? Vinh không, thành phố Vinh xinh đẹp của Nghệ An nha, túi mà chỉ mất cho Vinh đông nữa. Không, không biết. Không biết hả? Không biết. Là mình ở Nghệ An hả chị ta? Đúng, đúng rồi. Chị ta thì hiện tại là chị ta đang làm công việc gì vậy chị ta? Em đang đi nhặt lá đá không bớ rồi thôi. Trước trưa cửa bác đi rồi đi lặt ông lón ngay đường bản rồi đó. Chị biết không? Vâng, ừ, giặt đá. Ờ, cái đó là mình làm cái gì vậy ha? Nhặt lá đá không biết à? Không, không biết. Dư không lẽ bị dịch tiếng Việt đó, tiếng Việt nữa. Không, không hiểu luôn á. À, không hiểu à, để dịch nhá. Hiện tại là em đang còn nhặt lá đá không bờ á. Làm cái gì ta? Là đi nhặt ống non á. Nhặt cái chai á. À, biết rồi. Rỉa mồm đỏ hiểu, chả thật rỉa mồm đỏ đi tư vấn đồ đấy. Đi tư vấn là phải đá ngôn ngữ lên. Một ngày 1.500.000 mà được trả hẳn 100 triệu luôn. Đúng rồi, tại vì á cái trả trước đi rồi em đóng sau. Cái này là chỉ có khi bất bệnh mới chi trả thôi nha. Em bệnh thôi, em bị bệnh thôi. Nếu mà mình bệnh trước cũng không có tham gia được cái sản phẩm này nữa. À được thế thôi, em cũng bệnh rồi. Có nghĩa là khi nào á mà khi mà mình tham gia cái sản phẩm này mà mình đang hiện tại là mình đang khỏe, mình đang không có bất bệnh, là bị ung thư thì mới không tham gia được đúng không? À, đúng rồi, đang bị á, nhà bị trước rồi sẽ à. Tham gia được. À được, là chị bị trong ung thư chứ còn những bệnh khác thì mình tham gia được chứ? À, những cái bệnh khác là mình đang nói tới một cái hợp đồng bảo hiểm khác rồi,
riêng cái sản phẩm này chỉ hỗ trợ cho về bệnh ung thư thôi, thì chỉ khi có sự kiện ung thư xảy ra thì mới được chi trả, còn ngoài ra thì sẽ không có được chi trả cho những cái căn bệnh khác nữa. Thì À rồi thì đừng nghe khẩu hầy chứ nha, em ba đời nó bị ung thư thế. Nhà của em bị bệnh nhiều tiền á, duy trì có mùa trong em bắn cho 100 triệu mới chơi chứ. Em đi nhặt lá đá ông bơi mà đứng nói chuyện với chị bằng con 12 Pro Max 52 ghi màu xanh á. Chị biết đâu. À biết biết vậy hả Dẹp ha, vậy hay không anh nghĩ là 50.000 đồng một tháng đó mình không có nhiều khó khăn đâu. Ui 50.000 đô em đóng được, chị cứ nói tiếp đi. Em thích chị nói đấy đó, yếu đấy đó. Vậy thôi giờ Hồng Anh nó hỗ trợ cho mình đăng ký cái sản phẩm này ha. Thì với mức phí là 50.000 đồng thôi. Thì sau khi mà hợp đồng thành công á, sẽ gửi cái hợp đồng với lại cái hồ sơ cầu bảo hiểm qua cái email điện tử cho anh Tình á. Thì lúc đó mình có thể là tìm hiểu thêm để xem nếu mà cái sản phẩm này á mà phù hợp mình cân nhắc trong vòng một tháng. Nếu mà sản phẩm này phù hợp á, thì mỗi tháng sau này mình cứ nạp 50.000 đồng qua thuê bao di động của mình. Còn nếu như không á thì mình có thể là cho miếng mít mà gọi điện lên, thơm quá. Gọi điện lên cho tổng đài bên Hồng Anh á là 1800 1247 để dừng hợp đồng, hoặc là trong cái thời gian này Hồng Anh cũng xin phép là add Zalo của mình luôn, để ví dụ như là mình có thắc mắc về hợp đồng nè, hay là mình muốn hỗ trợ đăng ký cho người thân, hoặc là mình muốn hủy hợp đồng á, thì Hồng Anh hỗ trợ cho mình luôn ha anh ha. Alo ạ. À alo, cứ nói đi, em nước ăn.